Em Toàn xin chào cả nhà nhé. Lô cây kỳ Hải Nam siêu dầu đang chuẩn bị cập bến rồi nha cả nhà nha. Đang trên đường vận chuyển về. Một kiện gỗ như thế này là 250 cây nha cả nhà. Đấy, 250 cây to. Đấy là lô cây này em Toàn về là gần 5.000 cây nha cả nhà. Anh em cả nhà mà đặt cây thì liên hệ cho em Toàn nha. Các lô cây em Toàn về sẽ sắp xếp giao cho cả nhà. Này, cây đợt này thì rất là khỏe luôn. Cây xanh, lá xanh đẹp. Cao từ 1m đến 1m2 hết rồi.